và quay trở lại sân khấu. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng này cho ngày hôm nay. Sư đoàn Minh Nguyệt và Minh Thuận xin gửi tới quan viên hai họ.
cùng với Huyền Vy. Xin phép được bắt đầu nào, một trong những lời của quý vị ạ. Kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn kỷ vật đính ước trong vòng cầu hôn. Mỗi một cặp tình nhân khi chúng ta trở về bên nhau, đó là chiếc nhẫn, là cầu nối quan trọng để nó gắn kết trái tim, hơi thở và tâm hồn. Và ngày hôm nay khi chú rể Khắc Tuấn và cô dâu Huyền Vy, họ đã cho trọn vẹn chiếc nhẫn kỷ vật của mình cho tình yêu, cho hạnh phúc, cho ước mơ của mình. Đó là niềm vui mà ba mẹ mong đợi. Để ngày hôm nay trên bàn lễ trăm năm của gia đình nhà trai, với chú rể cùng với cô dâu, khi họ được cảm nhận rằng ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với chú rể cô dâu. Xin được cảm ơn tất cả những sự có mặt của tất cả mọi người và ba mẹ của đôi bên đã cùng xe duyên kết tóc để cùng kết nối chị Hồng cho chú rể cô dâu họ chính thức trở về bên nhau. Để rồi ngày hôm nay cũng vậy, với tắc bánh, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, đó là vị ngọt của tình yêu mà hai bạn họ đã chờ đợi bấy lâu nay. Tháp rượu, đó là men say của tình yêu, của hạnh phúc mà hai bạn mong muốn ngày hôm nay họ trao gửi đến cho nhau với mong đợi sự chứng kiến của ba mẹ đôi bên. Và xin mời đến chú rể cô dâu, chúng ta sẽ cùng tiến sang bên tháp bánh này. Hãy cùng trao đến cho nhau những hương vị ngọt ngào của tình yêu.
chân là cánh tóc cây chia đi vào lại lần chân là kính thưa quý vị thân mến, anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta sẽ được làm con một nhà, để rồi thương với mẹ cha, để rồi thương với cụ bà cụ ông. Có lẽ rằng ngày hôm nay với niềm vui của Khắc Tuấn và Uyển Vi xin được vui mừng phấn khởi, cảm ơn đến ba mẹ, cảm ơn đến gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, cảm ơn tất cả các ông các bà họ tộc của hai bên gia đình rất là nhiều, cảm ơn món quà về tinh thần mà quý vị đã dành tặng đến chú rể cô dâu trong ngày vui hôm nay. Chúng ta sẽ cùng cảm ơn đến Minh Nguyệt cùng với Minh Thuần, một tràng vỗ tay thật lớn thật dài nữa đâu, xin mời quý vị ạ. Và xin mời đến quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu này để chúng ta sẽ cùng đến với những món quà, với những sự thương yêu từ phía gia đình nhà trai nhà gái, sẽ cùng bước về sân khấu này trao gửi với những thông điệp chúc mừng chúc phúc đến cho hai con, hai cháu của mình trong ngày vui hôm nay. Và xin mời đến chú rể Khắc Tuấn và cô dâu Uyển Vi, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng lên để cùng đón nhận những phần quà ý nghĩa từ phía gia đình nhà trai. Và mở đầu với phần quà này xin được long trọng kính mời. We'll be right back.
cháu để chúc phải cháu trần trần phúc. Và hôm nay là ngày thành hôn cháu á, thì chúc quý ông bà cô dì chú bác nội ngoại hai bên, chúc quý khách và hai họ là chúc sức khỏe an khang thịnh vượng và là chào thân mến nhất. Hôm nay cái bước của cháu thì ông sáu xin hát tặng luôn quý khách và hai cháu bà hát là nhiều tình biên nhau. Thank you.